1% mỗi ngày không ngừng chinh phục bản thân đã là ấn phẩm mới được nhà xuất bản Trẻ giới thiệu đến độc giả. Tác giả là Ngô Duy Lân, nghiên cứu sinh ngành quan hệ quốc tế Đại học Brandeis ở Hoa Kỳ, tốt nghiệp University College Maastricht ở Hà Lan, chủ nhân trang fanpage Self Conquest trên Facebook. Đây là một tác phẩm kỹ năng hiếm hoi của người trẻ Việt, viết cho người Việt trẻ với thông điệp: chúng ta không cần phải trở thành Bill Gates hay Jeff Bezos để đưa Việt Nam sánh vai với các cường quốc Nam Châu. Điều chúng ta cần làm là cố gắng để hoàn thiện hơn mỗi ngày. Một phần trăm mỗi ngày phản ánh những suy nghĩ, chiêm nghiệm và trăn trở của tác giả về nhiều chủ đề khác nhau trong quá trình trưởng thành và hoàn thiện bản thân. Tác phẩm được thể hiện dưới hình thức những lá thư gửi người em thân thiết với độ dài vừa phải và giọng văn hiện đại, gần gũi nhưng lập luận chặt chẽ, thuyết phục. Điểm hay của quyển sách này chính là nó không phải dạy cho người ta làm một cái kỹ năng gì đó, ví dụ như là làm thế nào để thành công, làm thế nào để giàu, làm thế nào để trưởng thành hơn. Nhưng mà cái chính là truyền động lực và cảm hứng để mỗi người cảm thấy là mình cần phải nỗ lực bản thân mình trong cuộc sống, trong học tập, trong làm việc. Tại sao tôi chọn con số 1 mà không phải là con số 10, con số 5, con số 3? Thực ra nó là một cái sự lựa chọn cá nhân thôi. Nhưng cái điểm mà tôi muốn nhấn mạnh với tất cả độc giả đó là cái sự cải thiện, hoàn thiện bản thân nó sẽ diễn ra ở cái khoảng nó rất là nhỏ. Mỗi ngày chúng ta chỉ cần cố gắng một chút thôi. Con số 1 tuy nhìn nó nhỏ nhoi như vậy nhưng mà khi nó tích lũy dần dần, nó kế thừa lẫn nhau thì cái kết quả chúng ta đạt được nó sẽ lớn hơn những gì chúng ta tưởng tượng rất nhiều. Tiếp cận người đọc bằng một tinh thần sòng phẳng và khai phóng, tác phẩm hướng đến đối tượng bạn đọc trong khoảng 16 đến 25 tuổi, không chỉ dành cho người trẻ đang tự ti và hoang mang mà còn dành cho các bạn trẻ ở thái cực kia, cực kỳ tự tin.